lục giác ba nha các bạn. Bây giờ trước cái góc ảnh này các bạn thấy cái phe trong đây không? Thì thường một số bạn sau một thời gian thì sẽ qua cái đoạn gồ ghề thì nó có hiện tượng như thế này nè các bạn, nó nhúc nhích như thế này nè. Nó cũng phát ra một cái tiếng kêu âm thanh nghe lọc cọc khó chịu. Thì cái trường hợp này có một số bạn đổ keo cũng được, nhưng mà đối với mình thì mình lựa cái nào mà nó tiện nghi nhất các bạn, để sau này dễ dàng mình tháo rỡ nữa thì các bạn nên rút bằng dây rút. Thì các bạn luồn từ ở trên xuống dưới như thế này nè các bạn. Bây giờ mình đã luồn vào rồi nhưng mà mình chưa gịch cho nó sát. Bây giờ mình quay qua cho các bạn xem. Các bạn luồn như thế này nè là nó hết kêu nha các bạn. Đó, ở góc này nè các bạn thấy rõ nè. Để mình để chừng cái máy cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Lòn từ đây qua dưới nó phải sụp nằm trong cái miếng sắt này luôn. Để nó tì dữ đó. Các bạn gịch rút lại cái là nó cứng ngắc luôn à. Cái này nó bằng mũ. Thì các bạn rút á, thì các bạn chỉ cần rút vừa phải vừa tay thôi. Rồi như vậy là nó ok đó các bạn. Thì bây giờ nó không còn trục trặc gì nữa. Rồi ok. Còn các bạn mà sợ nữa thì các bạn có thể rút thêm cọng nữa. Bây giờ để chắc ăn mỗi lần tháo ra một lần khó các bạn, bây giờ mình rút thêm cọng nữa luôn. Bạn rút hai cọng như thế này là cứng luôn đó các bạn, bây giờ không còn nhúc nhích nữa. Đó các bạn thấy chưa, trên góc ảnh nè. Đây để tiến sát cho các bạn xem. Mình thì từ tìm cái biện pháp nào đơn giản thôi, tại vì các bạn rút từ cái mí này cho nó chằng xuống cái chốt dưới đây là coi như quá ok luôn các bạn, là cái dàn đầu coi như là không còn kêu nữa. Rồi cắt cái cọng đầu dưới rút này thôi. Thì khi nào mà các bạn ấy thì các bạn muốn tháo này kia ra thì cũng rất là dễ. Rồi ok, cứng. Rồi như vậy là ngày hôm nay mình chia sẻ đến tất cả các bạn cái việc mà khi mình anh em mình tháo cái dàn đầu đèn này ra, và tất cả những cái gì cần nên bảo trì mình đã chia sẻ gửi đến tất cả các bạn, ngay cả là giúp cái đường dây điện cho nó ổn lại và nó sẽ an toàn hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái điểm bôi trơn dây ống ga này kia các thứ, và ngay cả là tay thắng, và ngay cả là khắc phục cái chuyện mà cái đầu đèn của các bạn khi qua những cái gờ này thì sau một thời gian sử dụng các bạn nó sẽ nghe lọc bọc tiếng kêu, cũng chỉ cho các bạn cách rút như vậy nó sẽ an toàn hơn và nó hiệu quả hơn, nó tiết kiệm hơn, sau này các bạn dễ tháo lắp nữa. Thì thôi thì cái video mình xin kết thúc tại đây nha các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye các bạn.